Mỗi lần ngộ vọng trở về, chúng ta bắt gặp một khuôn mặt rất thân quen, đó là khuôn mặt của Thánh Gioan Đại Sứ. Cả cuộc đời của Ngài là một tiếng kêu gọi của chúng ta ăn năn sám hối, trở về với Thiên Chúa trong một xã hội sống hưởng thụ sung túc. Và rồi tiếng kêu ấy có động tới mỗi người chúng ta ngày hôm nay hay không? Để rồi từ đó chúng ta nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, ở đó chúng ta có cần Thiên Chúa cho đời mình hay không? Để rồi từ đó chúng ta ăn năn sám hối, xin Thiên Chúa đến người trong gia đình của mình và trong từng người mỗi người chúng ta để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Và trong thánh lễ hôm nay hiện ý theo ý người xin, để lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận, chúng ta cùng nhau nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành màu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và tôi đã mà người nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi ngoài đàn. Vì vậy tôi xin được là Maria trong đời đồng chính, cả đi thần, cả thân và cho tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Quế trầm sẽ tỏa bóng che rợp Israel,
vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoang lạc dưới ánh vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người. Đó là lời Chúa. Thank you.
triều hoàng đế Tiberio, thời phong siêu Pilato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturae và Dacoli, Lysania là tiểu vương miền Abilene, Cana và Caipha làm thực tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong hoan thiện. Ông đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Nhưng có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng, đến rồi mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, bạn trẻ thân mến, trong cuộc đời có mỗi người chúng ta, ai cũng muốn mình nổi tiếng, ai cũng muốn khẳng định là chính mình nổi tiếng như tóc cui hay là sắc sơn hay là thành long đi chẳng hạn. Ai cũng muốn nổi tiếng để mọi người biết đến chính mình, biết đến. Và con này cũng thế, mà cuộc đời làm hết cục rồi mà nó không thoát ra cái đó. Con cũng muốn mình nổi tiếng như ai, ai đến khi nói đến tên mình là ai cũng phải biết. Bởi vì ở trong đó cái đồi trong con người của con nó quá lớn. Và rồi chúng ta thấy có một người cả cuộc đời của Ngài đến sống trong thế gian, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, nhưng không tự nhận cho mình là mọi sự, mà chỉ là lại Chúa tôi chỉ là một con người mở đường thôi, một con người tin kêu trong hoan địa. Ai biết không? Dạ xin thưa, cho ai phải dạy. Cả cuộc đời của ông chỉ là một tiếng kêu. Từ khi được thụ thai trong lòng mẹ, một cuộc thụ thai là lùng vô cùng. Vợ chồng Zacharia già rồi, nhưng mà Thiên Chúa thương ân sủng vẫn ban cho có người con do ai phải dạy. Tiếng kêu. Và rồi cả cuộc đời của Ngài, tiếng kêu ấy vang dậu rồi cả vùng ven sông Jordan, kêu người ta ăn năn sám hối. Và cuộc đời của ông đã làm chứng cho Thiên Chúa, và rồi ông thu hút người ta đến với mình. Không phải vì ông quyền năng vô cùng, không phải vì ông làm phép lạ cho người ta đổi dậy. Ông không phải ông chữa người què đi được, người mù được thấy. Ông không có cái tài năng đó, nhưng mà người ta đến với ông bởi vì ông nói và ông sống điều ông đã nói, và ông làm điều ông đã nói. Cho nên người ta thu hút người ta. Những con người đang sống trong cái sự sốt sướng khi nhìn cuộc đời của Gioan Đại Giả ăn chay cầu nguyện, sống một cuộc đời khám khổ sám hối, thế là người ta thấy cuộc đời của ông thế, người ta tin, người ta đến. Người ta đến chỉ phép rửa để hóa cải. Và cuộc đời của Gioan Đại Giả không bao giờ làm nổi chính mình lên, mà nhưng cuộc đời của Ngài chỉ là một tiếng kêu, và là một người mở đường và dọn đường cho đấng Thiên Sai. Cái đấng sau tôi, Ngài Gioan nói rõ ràng, cái ông mà đến sau tôi ghê gớm vô cùng, ghê lắm á. Chúa của các chúa mà vua của các vua, Ngài làm được tất cả mọi sự, còn tôi không đáng cởi da dày cho Ngài. Thế rồi cả cuộc đời của Gioan kêu để người ta đến gặp Đức Giêsu. Ông Gioan được coi là cao trọng bởi vì ông không nói về chính mình, nhưng ông nói về một đấng
đằng sau của ông. Đấng ấy đến và mọi người được cứu độ. Còn tôi làm cho anh chị em chỉ là phép rửa bình thường của con người, không được có một cái gì hết, không được một ơn tái sinh khi đứng sau câu chuyện khác. Đứng ấy mang cho tất cả. Và Gioan tự xóa mình đi để Đức Giêsu nổi bật lên. Và rồi cuộc đời mỗi người chúng ta nhìn lại xem, có bao giờ chúng ta làm vậy không? Lại Chúa con muốn là đâm bờ của anh thôi, cái thằng hàng xóm con rồi bây giờ nó chỉ bằng ngón chân con thôi chứ làm gì bằng con thông minh tuyệt vời, con vô cùng lắm, cái gì con cũng tốt, cái gì con cũng biết, mà con là phải đứng trên mọi người kia. Đi đâu con cũng phải tức là người ta vô hạ mọi sự. Có bao giờ chúng ta nhìn lại chính cuộc đời mình ở đó có Đức Kitô không? Trong tâm hồn mỗi người chúng ta ở đó có Đức Kitô, hình bóng của Đức Kitô, hay là Đức Kitô đến đó rồi ngựa đó một chút cái em bye bye Đức Kitô đi mất, còn lại ta với ta không. Nhưng rồi mỗi người con người chúng ta cũng có cái yếu đuối cả, ít khi chúng ta nhìn lại chính mình lắm, mà cái thằng hàng xóm là mình nhìn kỹ lắm, cái tội gì của nó là ta thấy hết, chúng ta thấy rõ ràng như chúng ta biết sạch về, mà tội của chúng ta không. Và rồi hôm nay Đức Thiên Chúa đến với thế gian để cứu độ chúng ta. Gioan đã dọn con đường để đến cứu độ, đến cứu độ chúng ta. Ngài là một tiếng kêu. Và rồi hôm nay Thiên Chúa cũng cần những tiếng kêu ấy là mọi người chúng ta. Chúng ta có dám làm tiếng kêu của Thiên Chúa như Gioan không? Kêu gọi người ta mang sám hối trở về. Hay là chúng ta luôn nói thờ ơ với mọi sự, chỉ nói với người ta liên quan gì tới tôi. Tôi đi lễ nhà thờ là may lắm rồi á. Và cuộc đời chúng ta cần là phải mình là chính mình để xin Thiên Chúa đến với mọi người chúng ta, ở với chúng ta, hiện diện trong cuộc đời, để qua Đức Kitô Ngài mới ban cho chúng ta được sự sống đời đời. Và chính Đức Kitô ban cho chúng ta ân sủng và tình yêu của Ngài. Và mỗi người chúng ta phải làm các tình yêu của Thiên Chúa được triển nở ở thế gian, để cho mọi người biết rằng ở đây có Đức, hình bóng của Đức Kitô hiện diện trong thế gian qua những chúng ta của Ngài. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao toàn trời đất, muôn vạn loài hình cả. Thank you.
con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại, giải thoát con người khỏi tội và thành toàn lời loan loan báo của cựu ước. Hôm nay, giáo xứ Tu Nghĩa mừng kỷ niệm 15 năm cung hiến thánh đường. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người biết hoán cải tâm hồn để cùng hiệp nhất với giáo xứ, làm cho nơi thờ phượng này nghiêm trang và thánh thiện hơn. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Mất mọi người bạn sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cùng cầu xin Chúa cho các chúng sanh trong hội thánh được tràn đầy ơn thánh hồng, luôn khôn ngoan và an mạnh hồn xác, để các ngài nhiệt thành Chúa còn sứ vụ mục tự Chúa đã trao phó, bằng lời rao giảng và gương sáng, hầu cho thế giới hôm nay nhận biết tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Thiện lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận thánh đường và giáo xứ được xây dựng bởi các bậc cha, bởi nhiều bàn tay đã góp công sức, bởi bao hy sinh vật chất cũng như tinh thần, cùng nêu gương sống đạo và hăng say chuyển trao niềm tin. Xin Chúa ban hạnh phúc nước trời cho những ân nhân đã qua đời, cùng ban ơn soi dẫn cho các gia đình và từng người chúng ta biết tiếp tục xây dựng giáo xứ bằng việc hoàn đại góp công góp của, cũng như nêu gương sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, để giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đời sống đạo đức và nên thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Hiện rằng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thành đệ người đi. Cùng cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo đang gặp khó khăn vì sống trên đường quanh co của sự thiếu trung thủy, những hố sâu của sự lầm nhạt vô cảm, chia rẽ, thiếu tình thương, biết vì Chúa mà thay đổi đời sống, chấp nhận tha thứ cho nhau, xây dựng một gia đình hạnh phúc và thánh thiện, để mọi người chung quanh nhận biết sự hiện diện đầy tình thương của Thiên Chúa. Thiện lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan, cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn mùng bộ chúng ta được thấm nhuần lời Chúa và ân ban thánh thể, để biết tình tin tưởng vào tình thương của Chúa, xin năng xưng tội rước lệ sống hiệp nhất yêu thương, hầu xứng đáng là đền thờ sống đồng chân chúa ơn cứu độ và Thiên Chúa thương ban cho con người. Thiệt lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phát sáng niềm vui cứu độ trong lòng chúng con, xin cho chúng con biết tận dụng ân sủng của mùa vong này mà hoan ca đời sống, để ngày càng tiến gần Chúa và yêu thương anh chị em nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Màu nhiệm đức tin.
phong dâng lên Chúa văn trường sinh và chiên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thư cho chúng con được xưng đăng hậu con tư tôn nhan và phụng sư Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh công đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em hay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và trăm năm của Đức Trinh Nữ, cả thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể Chúa Người dạy, chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, cứ Cha chi đến, ý Cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay được thức hằng ngày, và tha thứ chúng con cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì quân quyền, vì dân và vinh quang là của Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đòi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Nhưng xin Chúa phán một lời
Chúa ở
anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha